tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bổn Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư, con xin kính chào cô chú học viên trong room. Con xin tụng kinh Tam Bảo. Sangge kame cha rupe giri sikhara ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa Sankhan chadu vitha tamang sankhe yo khali to do so
Thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ lên thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay ạ.
Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Sa thú. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Phật Ma Giả. Nam mô Sang Thầy Giả. Xin chào các tử học viên. Con kính lãnh lễ sư ạ. Rồi. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Vậy mình hôm trước phần bài 3 đó là mình đã sửa bài tập xong, nhưng mà còn phần trả lời câu hỏi với lại đọc đồng văn. Bây giờ mình sẽ đọc đồng văn với trả lời câu hỏi của bài số 3. Phần trả lời câu hỏi của bài số 3. Nhất là kể tên, kể lại tên của các nhân vật trong đoạn văn. Hôm trước mình có gì tên nhân vật của các nhân vật trong đoạn văn mình có chữ gì? Ai nhớ? Dạ bạch sư là sư phụ đa na sư. Vua sư phụ đa na. Sư Thô Đa Na, Mahamaya, Mahamaya, hoàng hậu Mahamaya, rồi thái tử Siddhartha, thái tử Siddhartha, thái tử Siddhartha, 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 duy mẫu Mahapachapati Gotami, duy mẫu Mahapachapati Gotami, rồi gì nữa? Dạ, công chúa Yasothara, đây gì nữa? Hoàng tử Rahula. Rồi, thì đó là tên của các nhân vật. Dòng tộc Sắc Giá. Họ Gotama. Thành Cá Tí Lá Vát Thú. Ở đây thì người ta yêu cầu mình các nhân vật thôi, mình kể tên các nhân vật. Rồi câu thứ hai, các danh từ nam tính trong tiếng Pali có mấy dạng? Có mấy dạng? Các danh từ nam tính trong tiếng Pali có mấy dạng? Dạ thưa sư, có tất cả là dạ bảy. Dạ bà sư, có tất cả là 7 ạ. Dạng lại gì? Các danh từ nam tính trong Pali là có dạng là vĩ ngữ. Dạ vĩ ngữ là á. A. Dạ vĩ ngữ á. Y. Vĩ ngữ a. Vĩ ngữ o. Vĩ ngữ u. Á a ý y. Ú u. Ô. Ú ô. Ô dạ. A a i i u. Ú u và ô. Ha. Ta bảy dạng. Ta lại ý mình học ở trên máy á, nếu mà một người nào đang nói rồi thì người khác mình định nói nữa. Cho đến khi người ta nói xong rồi mình hạ nói. Tại khi một người đang nói rồi mình nói nữa thì nó sẽ bị trùng lặp và người ta sẽ không nghe được. Dạng người nào nói thì để người đó nói một người thôi, chúng ta để ý vậy. Chọn một danh từ nam tính vị ngữ á có biến cách như nara và tập chia danh từ đó. Cái phần này thì hôm trước mình đã làm rồi nên mình cũng không cần làm câu này nữa. Câu số 4 thì hãy liệt kê một số danh từ nam tính đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì khi đọc đoạn văn chúng ta sẽ liệt kê nó ra ha. Thứ năm là hãy tập sử dụng mẫu câu trong bài học để hỏi thăm sức khỏe của một người khác. Ở đây là mình có câu hỏi thăm sức khỏe là gì đó.
tham anh đi dằn dạp anh đi dằn gì đó anh em già đã anh đi dằn chúng tôi ăn thuốc không anh đi dằn hí cả thành nhá quăng chúng tôi mang hàng sản phẩm cùng hí rồi về chúng ta trở lại thành cộng đồng quăng để chúng ta tìm các danh từ nam tính. Rồi đây là phần đoạn văn giờ sử đọc trước rồi sau đó mời lớp học ha. Asita ta phát so api nan đắc na ya ya to Asita ta phát so ca la đi qua lu na ma su khu đa na ra cha ra cha phu tăng a la ti ti Pau tình su tua rin nhu api nan đắc na ya pa sa đăng a ga mi ta đa ra cha quan đa pe tung ta phát sát sát san ti càng ra cha phu tăng a ha ra ti ra cha phu ma ro sát sa pari vat ta pe tua ta phát sát sát pa đề hi ha mu lê hi pa ti ha pe si ta phát so tăng anh chất linh phát ra hệ tua ha ti tua ru đi Raja tehi, aku tehi, akap pehi, bimha petwa tang uchi, so ahang angsami, hi raja kumaro putho pavisati, ahang rodami, hi tang tatung nalapi samiti, Vichana pe si ta to ni da nang ra cha pathamang tắc sát ra cha phút tăng văn đi. Đây nghe nói đọc lại lần nữa. Asita ta phát so api non da na ya ga to Asita ta phát so ka la de wa lu na ma su to da na ra cha phút tăng a la phi ti pa wa tình su toa Renyo apinan dana ya pa sadang agami tada raja wanda petung ta pasasa santikang raja putang aharati raja kumaro sahasa parewata petua ta pasasa padehi hamule petita pesi ta phát so tăng anh chất linh phát ra hệ tòa hát xê tòa rù đi ra cha tê hi a phu tê hi a khắc bê hi vim ha bê tòa tăng u chi so a hằng hát ta mi hi ra cha phu ma rô phu tô phô vi sa ti a hằng rô đà mi hi tăng tắc thùng nạ la phi sa mi ti quý cha na bê si ta to ni đà năng ra cha pa tham măng ta sa ra cha phúc tăng vật lý ta bây mời lớp ai đọc được chưa thầy là anh Khánh có vào lớp học chưa dạ dạ có sư mời các tự đọc giờ người đọc đầu tiên thì mình đọc tới chữ patitha pe si ha tham mưu lê patitha pe si rồi người thứ hai để đọc còn lại. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Asita ta paso Afinada na ya gato gato Asita ta paso Kala de walo nama sutto Dana raja raja puttang alafiti pagwating sutoa ranyo afinandanaya pasadang agami tada raja wanda petung tapasasa santikang raja puttang aharati raja kumaro sasasa sahasa pariwata petua tapas tapasasa padehi hamile patita pesi. Ya con xin ngưng ạ.
Yeah, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tabasco tăng Anchalin Bát Gá Hê Toa Há Sí Toa Rô Đí Ra Cha Tê Hí Á Phú Tê Hí A Cá A Cáp Pê Hí Rinh Hà Bê Toa Tăng Búc Chí Sô Á Hăng Há Sa Mí Hí Ra Chá Cú Mà Rô Bút Thô Phá Vít Sá Tí Á Hăng Rô Đà Mí Hí Tăng Đắc Thung Ná Lá Phí Sa Mí Tí Ví Chà Nà Bê Xí Tá Tô Ní Đà Năng Ra Chà Bác Tha Măng Tát Xá Ra Chá Bút Tăng Văn Đí. Thưa Sương Sư Hấp. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Asitata Basso Afinang Đá Na Giá Gá Tô Asitata Basso Ca Lá Đê Quá Lô Na Má Xuất Thô Đá Ná Ra Chá Ra Chá Bút Tăng Á Lá Phi Tí Bá Quách Tên Xuất Tòa Rành Nhô Afinang Đá Na Giá Ba Sa Đăng Á Gá Mí Tá Đà Ra Chá Quan Đà Bề Tùng Tà Bá Sá Xá Sàng Tí Căng Ra Chá Bút Tăng A Há Rá Tí Ra Chá Cú Mà Rồ Xá Há Xà Bá Rí Quách Tà Bế Tòa Tà Bá Sá Xá Bà Đề Hí Thầm Đi Lê Bá Tí Thà Bề Xí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con xin đọc. Tapasu tâm Anjalin Phakka Hetoa Hát sĩ tòa rô tí Rá chá tệ hí Áp hù tệ hí Á khắp phê hí Quyên hà phê tòa Tâm phụ trí Sô á hằng Há xà mí Hì á chá khu mạc mà rô Bút thô Phá vít xà tí Á hằng Rô đà mí Hí tâm Đát thùm Na la pi sa mi ti vi cha na pe si ta to ni da nang ra cha phat than mang thas ta ra cha phut am ba ti. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. A si ta ta pa so Afinang Đá Na Giá Gá Tô Asita Tà Bát Sô Ca Lá Đê Quá Lô Nà Má Sú Thô Đá Na Ra Chá Ra Ra Chá Bút Tăng Á Lá Phi Tí Á Lá Phi Tí Bát Quá Tinh Su Toa Ranyo Afinang Danaya Pasadang Agami Tada Raja Wanda Betung Tapasasa Sangtikang Raja Putang A Aha Rati Raja Kumaro Sahasa Pari Watta Petua Tapasasa Padehi Thamile
Pati tha pesi. Dạ xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ tapaso tam nhan yalim bát ga het qua hát si tập rodi racha the hi ahu te hi akapehi him ha bekwa tambuchi so aham hasami hi racha kumaro buddho ha visati aham rodami hi tam dakhamna lahi samiti vichana besi tato nidanam racha aktham mang tassa racha tum tam vandi. Con cảm ơn sư ạ. Tập đọc nó quá âm gạn ngắn ha, đọc ngang ngang như vậy thì chúng ta sẽ không phân biệt được cái nào là âm y mà đọc ngang như vậy thì viết sai hết, đúng kia là cho biết là viết sai hết. Tập đọc cho có âm ý, âm y, âm s, âm a ha, đọc cho nó rõ mấy âm đó. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Akita Tataso Akinanda Naja Gato Akita Tataso Kalade Wano Nama Kutho Dana Zatya Zatya Kutang Alapiti Bhagavatim Sutra Vanyo Apinam Da Naja Basadang Agami Tada Vata Vandapetum Tata Sasa Santikang Vata Vustang Aharati Vata Kumaro Sahasa Bhagivata Petua Tata Sasa Bà đề hữu Bà nhìn nề Bà tích Thà tề sĩ. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quanh Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tà bà sô tàm Anh gia nìm Bà gà hết tòa Hà sĩ tòa Rô đi Cha cha tê hì Abu Behi Akapehi Vimha Petwa Tam Puchi So Aham Hasami Hi Rak Jakumaro Butho Bavisati Aham Rodami Hi Tam Atumna Nabisamiti Vichanar Pesi Tato Nibbanam Chara Aptap Nam Tassa Chara Putam Pandi. Dạ xưa, thưa sư con xin hết ạ. Ok, còn yếu quá. Vâng. Đọc nhiều lên ha. Tập đọc dạ. Nhiều lên về tập đọc phân biệt âm dương ngắn âm dài. Còn cái chữ chữ A, chữ âm M chấm dưới đó người ta đọc là ăn. Ví dụ như là á hăng chứ không phải là á hâm. Á hăng. Rồi tập âm rô đà mí tí tăng lập phí xà mì tí quý cha nà pê xí à, đọc cho rõ mấy cái âm đó chứ đọc ngang ngang mấy mốt đọc sai hết. Rồi mời tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Diệu Tỷ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Á xí tá ta bá xô Apinang dana za gato asita tapaso kala dewalo nama sutho dana raja putang ala piti fa wating sutwa ranyo afin Afinang da na ra pasarang agami
tada ra cha wan da petum tap ta tapas sa sa sanctika ra cha putang aharati ra cha kumaro saha sa pari wa ta petwa ta pasa sa padehi thamil thamil pati pati tha pe si thư sư con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử là muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thư sư đã hết rồi sư. Bây giờ mình tìm coi các danh từ nào là giữa danh từ nam tính ha. Danh từ nam tính, các danh từ nam tính mình gạch gạch dưới đó thôi. Bác sư chữ ra ra cha, bác sư ra cha đâu, đọc hết một từ của nó thôi. Ra cha, rồi ra cha nè. Mà danh từ này, ra cha này nó mặc dù nó là danh từ nam tính nhưng mà nó thuộc dạng danh từ gì biệt nữ. Tức là nó có cái bản chia riêng của nó cho nó không chia giống như là phú lý sắc. Dạ. Yeah. Giống như cái bản nara. Nó bản chia riêng của nó. Dạ. Yeah. Rồi còn từ nào nữa? Bạch sư ra cha bút tăng. Rai chấp út tăng, đúng rồi, rai chấp út tăng nè. Rai chấp út tăng là nó chia giống na rát nè. Thưa sư, cái danh từ Asita Tabasso Kala Devalo. Asita Tabasso hoặc là Kala Devalo. Bạch sư Sutho Đà Ná Ra Chá, được không ạ? Sutho Dana Raja thì nó cũng danh từ nam tính nhưng mà cái bản chia của nó thì bản chia riêng, nó không giống như là danh từ Nara. Sư, cái bữa nay là mình học bài đọc đoạn văn 13 sư, bài này đọc đoạn văn 14 sư. Vậy hả? Dạ. Rồi quên mất rồi, nãy giờ không nói. Không được cho nói. Nãy giờ chưa nói, làm mất thời gian không? Đúng rồi, ở đây giờ lỡ giờ tôi đọc đi để coi lại đồng văn bài 3 ha. Tại bài văn 3 thì thường 25 mã ra chắc cũng lăng. Nãy giờ đọc đồng văn bài 3, bài 4 không? Rai chát phụ lăng xuất phụ đa nô rai chà chát ma ha ma ya đi vi chát đi thắp tha rai chát phụ ma ra sát rai chát ma tắc phí ta rô hồn tí này ma ta phí ta rô ma ta phí ta rô ma ta phí ta rô hồn tí rai cha devi satta hang rai cha putang cha yi toa kalang akasi tato mahamaya mahapaccha patiyo tami nama ma tukha tang pakko sitwa bosika apavi yasothara rai cha kumari tassa agga mahesi hoti Pana Raja Raja Kumaro Rahula Raja Kumaro Pi Raja Puto So Sakko Hoti Nasa Chak Gotang Gotamu Nama Pada So Kapila Vathu Nagare Vasati. Rồi lần nữa đi. Raja Kulang Sutho Dana Raja Chak Mahamaya Devi Chak Chithatha Raja Kumarasa Raja Raja Mata Pitaro Kunti
Raja Devi Satta Hang Raja Putang Jayi Tua Kalang Akasi Tato Maha Paja Pati Gotami Nama Matukha Thang Po Sika Apovi Yaso Thara Raja Kumari Tasa Akga Mahesi Oti Pana Rahula Raja Kumaropi Raja Putto So sako ho ti ta sa cha go tang go tam mu nam ma ta da so ka pi la va thu na ga re va sa ti ra yam thử tìm là danh từ năm bánh tìm được không? Từ ra chữ Maha Maya Devi á sư. Maha Maya Devi làm sao mà năm bánh được? Maha Maya Devi dịch làm sao? Hoàng hậu mà. Hoàng hậu Mahamaya mình sao làm tính được? Chữ Siddhartha ra ra chát của Marasa đó sư. À, Siddhartha ra chát của Marasa được nè. Còn được sư chữ Suddhodana Chara Đức Vua Tịnh Phạm ạ. Suddhodana Raja ha. Vâng. Suddhodana Raja. Cái này đọc chữ ra nữa. Rồi chữ này làm bằng chữ nào nữa? Chữ cá lăng á sư, cá lá, cá lăng màu đen. Cá lăng nó phải màu đen, chữ cá lăng này là chết, là thời gian. Cá lăng này là nam tính hay nữ tính à? Cá lăng là tối. Dạ. Không phải tối chứ. Dạ. Tối. Chỉ là tới tới thời á cô. Thời á. Chữ cá lăng đó là thời á. Thời à thời chữ Raja Bút Tăng sư. Raja Bút Tăng được. Sắp ta hăng là nghĩa chi thư? Sắp ta hăng chữ cà lăng này là cũng nó cũng có nghĩa là đen tối nữa. Từ chữ chữ đen tối này là nó có chữ chấm. Trong cái chữ ca lá này là thường chỉ cho thời gian nó là cũng năm tính ha. Dạ. Rồi nãy ra chấp bút tăng phải không? Rồi đã chấp bút tăng. Rồi mình xem phần dưới đó còn chữ nào nữa. Bạch sư Rahula Raja Kumaro. Đúng rồi, Rahula Raja Kumaro. Raja Putto. Raja Putto. Rồi. Dakko. Dakko. Đúng rồi. Gotamo. Kapilawatthu Nagara Nagare. Cái gì? Cái gì? Ai nói cái gì vậy? Bạch sư Sakko. Là con nãy mình chọn rồi. À dạ. Con nãy mình chọn. Rồi bây giờ tạm như đó ha. Rồi như vậy là mình kết thúc bài số bài số 3 điểm qua bài số 4. Bài số 4. Bài số 4. Bài số 4 là đạo sĩ Asita chúc mừng. Này thì có một phần lịch sử liên quan đến việc đạo sĩ Asita vào vòng cung học về động từ rồi học về thì hiện tại nhân sinh là danh từ âm hát rồi làm thoại về các hội tụ. Phần đầu tiên là phần lịch sử. Thử ở đây thì mình có một đoạn lịch sử ngắn đó là nghe tin đức vua Suddhodana vừa có một hoàng nhi đạo sĩ Asita còn gọi là Kaladevala đi đến hoàng cung để chúc mừng đức vua. Khi ấy đức vua đang bồng thái tử đến gần vì đạo sĩ để dạy hoàng nhi của ngài xá chào, bất ngờ thái tử lại xoay người và đặt chân lên đầu tóc hắc bính của ông ta.
Vị đạo sĩ chắp tay xá chào và mỉm cười, rồi lại bật lên tiếng khóc. Đức vua ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ ấy, liền hỏi thì ông cho biết: tôi cười vì thái tử sẽ trở thành Phật, tôi khóc vì lúc ấy tôi không gặp được ngài. Và cũng trong dịp này đức vua đảnh lễ hoàng nam của ngài lần nhất. Thì đó là đoạn lịch sử ngắn. Bây giờ mình sẽ học một số từ vựng trong đoạn lịch sử này. Đã tiên đoán thái tử sẽ thành Phật trong tương lai. Nếu này ông đoán gì đoán trong tương lai thái tử sẽ thành Phật. Rồi đây là một số từ vựng. Bây giờ chúng ta nghe đọc các từ vựng này, đọc cố gắng đọc từ vựng này, chúng ta đọc cho đúng thì vào đoàn quan thì mình mới đọc đúng được. Còn nếu từ vựng mà chúng ta đọc sai rồi thì vào đoàn quan thì chúng ta đọc sai hết. Ta phát sát sát sanh tí càng, ta phát sát sát sanh tí càng, há sát tí, lát sát tí, lát sát tí, văn lát tí, văn lát tí, bút chát tí, bút chát tí, há rát tí, há rát tí, rô rát tí, rô đá tí, phá quá tí, phá quá tí, api nần đá nà, api nần đá nà, su nà tí, su nà tí, asita tà phá sát, asita tà phá sát. Rồi nghe lại, tà phá sát sát sàn tí càng, hát sát tí, lát phát tí, quần đá tí, ui chát tí, Aharati, Rodati, Pawati, Apinandana, Sunati, Asita, Tapasa. Tapasasa Santikang. Tapasasa Santikang là dịch là chỗ của vị đạo sĩ hoặc là gần vị đạo sĩ cũng được. Asita là cười, lắp phát tí được hay là có được, văn lắp tí là đảnh lễ, ui chát tí là hỏi, ha rắp tí là mang đến, rô rắp tí là khóc, phan quá tí là trở thành, api nần là sự chúc mừng, tu na tí là nghe, asita ta phá sát, đạo sĩ asita. Rồi như ai đọc được ai giơ tay lên về lớp học bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Ta bá sát xá sân tí căng là gần đạo sĩ ta bá xá. Há xá tí. Ủa, đúng rồi. Há xá tí là cười, hát sát tí là cười, lá phát tí là ở, quan đá tí là đánh lễ, bút chá tí là hỏi, a há rát tí là mang đến, rô đá tí là khóc, phá quá tí là có là gì đó? Rô đá tí hả? Dạ không, rô đá tí là khóc, còn phá quá tí. Phá quá tí là có hoặc là trở thành. Dạ có, dạ. Á phí na đá na là chúc mừng. Xú na tí là nghe. Á xí tá ta bát xá là đạo sĩ á xí tá. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời cô Dì Bảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ.
ta bát sát xá sang tí căng là đến gần đạo sĩ. Hát sát tí là cười, lát phát tí là ở, quanh đá tí là đảnh lễ, bút chá tí là mang đến. A há rá tí là có, rô đá tí là khóc, phá quá tí là trở thành. Á phinh năng đa đá na là nghe. Á phinh năng đá na là năng đá na. Á phinh năng đá na. Á phi năng đá na. Dạ á phinh á phi năng đá na. Số số na tí là nghe. Á xí tá ta bá xá là đạo sĩ á xí tá. Con xin hết ạ. À. À, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ta bát sát xá sang tiết căng là đến gần đạo sĩ. Hát sát tí là cười, lát phát tí là có được, quanh đá tí là đảnh lễ, phút chát tí là hỏi, Araha tí là mang đến, Rô đá tí là khóc, Phá quá tí là trở thành, Afinandana là sự chết, Suna tí là nghe, Asita tapasá là đạo sĩ Asita. Dạ con xin hết. À, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Afinandana là sự chúc mừng, đâu phải chết. Dạ thưa sư con xin đọc. Tha pa sa 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 ti căng dạ thưa đến gần đạo sĩ. Ha sa ti cười, lắp pa ti có được, văn văn đa ti đảnh lễ, phút cha tí hỏi, a ha ra tí mang đến, rô đá tí khóc, pa quá tí trở thành, apinan đá ná sự chúc mừng, san ná tí nghe, asita xin hỏi, asita ta phát sát là đạo sĩ Atida. Dạ xin con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Quanh Nguyễn. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Tapasasa atikam đến gần đạo sĩ ạ. Hát sát đi cười ạ. Lát bát đi có được, văn đá đi đảnh lễ ạ. Pút chát đi hỏi ạ. À hát rát đi là mang đến ạ. Rô đát đi khóc ạ. Phà vát tí là trở thành ạ. Áp thị năn đá nà là sự chúc mừng ạ. Sút na tí là nghe ạ. Asita ta pasa là đạo sĩ ạ. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử mang cái lá này đi. Dạ thưa sư con xin đọc.
Tapasasa Santikan là đến gần đạo sĩ. Hasati là cười. Lapati là có được. Vandati là đảnh lễ. Vuchati là hỏi. Aharati là mang đến. Rodati là khóc. Bavati là trở thành. Abhinan Dana là sự chúc mừng. Sunati là nghe. Asitapa Pasa là đạo sĩ Atuda. Và sư xin hết. Rồi, hết. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tapasasa Santikam là đến gần đạo sĩ. Santikam. Hasati là cười. Lahati là có được. Lahati là có được. Lapati là có được. Vandati là đảnh lễ. Bút chất tí là hỏi. Ahavati là mang đến. Rodati là khóc. Ha quá tí là trở thành. Abhinandana là sự chúc mừng. Sunanti là nghe. Asitapa Pasa là đạo sĩ Atuda. Asitapa Pasa là đạo sĩ Atuda, sư. Cố gắng đọc cho đúng, đọc cho nhiều lên. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, thưa sư, con đọc ạ. Ta đã sát xá sang tích căng là đến gần vị đạo sĩ. Há sát tí là cười. Lá sát tí là có được. Văn đá tí là đảnh lễ. Búc cha tí hỏi. A há sát tí mang đến. Đô đá tí khóc. Phá quá tí là trở thành. A phi nam đá na là sự chúc mừng. Thú na tí là nghe. Asita ta ta sá là đạo sĩ Asita. Dạ sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tapasasa Santikam là đến gần đạo sĩ. Há xá tí là cười. La phá tí là có được. Quan đá tí là đảnh lễ. Búc cha tí là hỏi. A há ra tí là mang đến. Rô đá tí là khóc. Phá quá tí là trở thành. A phi nan đá na là sự chúc mừng. Sú na tí là nghe. Asita ta bá xá là đạo sĩ A Tư Đàm. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, con xin đọc ạ. Ta bá xá xá san tí căng là đến gần đạo sĩ. Xá tí là cười. Lá phát tí là có được. Quanh đá tí là đảnh lễ. Cút chắc tí là hỏi. A há rắc tí là mang đến. Rô đá tí là khóc. Phá quá tí là trở thành. A phí nanh đá na. A phí nanh đá na là sự chúc mừng. Su ná tí là nghe. A xí tá ta phát xá là đạo sĩ A Tư Đà. Là sư hết ạ.
Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nó không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi. Ta nhìn qua trang 2 ha. Trang 2, lớp đọc yếu quá. Phải tập đọc nhiều lên mới được. Đọc còn từ vựng mà nay là học tới bài 4 rồi mà đọc còn yếu quá. Phải cố gắng nhiều lên mới học được. Mới học nổi. Chứ bài càng ngày là càng nhiều. Rồi mình đọc không được thì khó. Rồi nghe đọc ha. Anh cho linh phát gần hà tí. Anh cho linh phát gần hà tí. Âm hát. Âm hát. Tháp mờ lát. Tháp mờ lát. Chắp tà. Chắp tà. Phút thác. Phút thác. Phù bà lát. Phù bà lát. Anh cho linh phát gần hà tí. Chắp tay xa chào âm hát. Âm hát là tôi. Tháp mưa lát. Hoặc là chắp ta là bính tóc. Phú thác là Đức Phật. Phù ba lát là Đức Vua. Anh cha linh phát gần hà tí. Anh cha linh phát gần hà tí. Âm hát. Tháp mưa lát. Chắp ta. Chắp ta. Út hát, út hát, phù bà lát, phù bà lát. Rồi ai đọc được giơ tay lên, ai đọc được tốt thì sẽ giơ tay lên trước để mình đọc cho những người sau đọc theo. Em. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Gia liên bạch gần hà tí. Thưa sư con học. Nhân gia liên bạch gần hà tí. Gia liên bạch gần hà tí. A ham. A ta. Cha ta. Bút tha. Hù pa la. Amila Chata Buddha. Mời tiếp đi anh Khánh. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Anjalin Bhagan Hati. Chắp tay xá chào, âm há là tôi, thá minh lá, cha ta là bính tóc, bút thá là Đức Phật, phù và lá là Đức Vua. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Anh Chá Linh bắt gân hăng hà tí và chắp tay xá chào. Âm há là tôi, thác ni lá, chát ta là biến tóc, bút thá là Đức Phật, phu ba lá là Đức Vua. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Anh Chá Linh Bắc Ganh Hà Tí. Là chắp tay xá chào, âm há là tôi, há mi lá, cha ta là bính tóc, bút thá là Đức Phật, phu pa lá là Đức Vua. Dạ sư con nghe xin hết ạ. Mà Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Anh chất linh phát gần hà tí. Chắp tay xin xá chào. Âm hát tôi. Thầm mỹ lát. Chắp tá bính tóc. Chắp tá. Đức Phật. Phú pa lát. Đức Vua.
Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con đọc ạ. Anh Chá Linh Bắc Căng Hà Tí là chắp tay xã chào. Âm Há là tôi. Tha Minh Lá Chát Tà là đứng tóc. Bút Thá là Đức Phật. Chu Ba Lá là Đức Vua. Và khi sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ sư con xin đọc ạ. Anh Chá Linh Bá Gân Ha Tí là chắp tay xá chào. Âm Hát là tôi. Tha Minh Lá Chát Ta là búng tóc. Bút Thá là Đức Phật. Bù Pa Lá là Đức Vua. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Anh Chá Linh Bá Gân Há Tí chắp tay xá chào. Âm Há là tôi. Tha Mí Lá Gia Gia Cha Ta là bím tóc. Bút Thá là Đức Phật. Phu Pa Lá là Đức Vua. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Anh Cha Lim Pa Gan Ha Ti làm chắp tay xá chào. Âm Ha tôi ạ. Tha Mi La Chát Ta là bím tóc ạ. Bút Tha Đức Phật. Bu Pa La là Đức Vua ạ. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Sư đã hết rồi. Chúng ta học về động từ. Cái này mình tắt hết, sao lại những âm thanh gì lạ. Học về động từ. Trước tiên là mình xem coi cái động từ Bali này nó được hình thành như thế nào. Ví dụ như là động từ Harati là mang đi, thì mình thấy nó được hình thành từ gì? Từ cái ngữ căng Harat cộng với tiếp kỳ ngữ án, rồi cộng với thì, vị ngữ của thì hiện tại là chữ tí, thì nó được là Harati. Như vậy một động từ cơ bản thì nó có 3 thành phần. Một động từ cơ bản là thường nó có 3 thành phần. Hay làm gọi nó là căn. Thứ hai là tiếp vị ngữ. Thứ ba là vị ngữ của thì. Thì nó sẽ hình thành được một động từ. Dạ. Thì cái đó là nói về một động từ bất cứ phần gì đó. Rồi phần thứ hai thì khi mà nói đến động từ á, thì động từ nó có 2 số và 3 ngôi. Lúc mình học danh từ á, một danh từ thì nó có mấy cái yếu tố để mình cần nhớ. Một danh từ có mấy yếu tố? Anh nhớ không? Dạ có 4. Có 4, tức là mình có gì? Dạ có tính, có ngữ số, có vị ngữ, có vị ngữ và ngữ cách ạ. Và ngữ cách thì ở danh từ thì mình có 4 cái yếu tố đó để mình nhớ nó. Còn khi mà nói đến danh từ thì người ta nhớ 2 trường hợp này. Thứ nhất là nói về ngữ số, thứ ba là nói về thứ hai là nói về 3 ngôn động từ. Ngữ số ở đây tức là nó cũng có số ít số nhiều giống như danh từ.
tôi suy nhiều tôi lại y không bạch chân nát suy nhiều họ không bạch chân nát, đó là nói về ngữ số. Còn nói về ngôi thì nó chỉ có ba ngôi, sau với danh từ thì có đến tám cách. Danh từ hôm trước mình học thì có đến tám cách, nhưng mà động từ thì nó chỉ có ba ngôi, đó là ngôi sơ hoặc là ngôi thứ ba, ngôi trung, ngôi thượng hoặc là ngôi thứ nhất. Thì vậy ở đây người ta không thể biết cái ngôi thứ nhất trước mà biết ngôi thứ ba trước, là vì ở trong bài học mình á, mình thấy là một động từ nó cũng có thể có bốn thành phần. Ví dụ như ở trường hợp một á, chữ hát sát tí là cười, thì ở đây từ ngữ căn là hát sát với tí vị ngữ á, rồi vị ngữ của thì là tí, hát sát tí thì nó được là cười. Nó cũng có thể là có bốn thành phần nếu mà động từ đó có tiếp đồng ngữ. Ví dụ ở đây động từ a hát sát tí thì nó có tiếp vị ngữ là a, cộng với ngữ căn ha ra, cộng với tiếp vị ngữ á, cộng với tí thì nó trở thành là a ha ra tí. Dạ. Như vậy thì một động từ thông thường thì nó sẽ có ba thành phần, sẽ có ba thành phần. Còn nếu mà động từ có tiếp vị ngữ thì nó sẽ có bốn thành phần, có tiếp đồng ngữ thì nó sẽ có bốn thành phần. Cái đồng ngữ này thì nó có trong Bali thì nó có khoảng 20 tiếp đồng ngữ, 20 tiếp đồng ngữ. Cái này mình học, nếu mình học tới quyển 3 thì mình có bài giới thiệu về các tiếp đồng ngữ. Yeah. Rồi số hồi nãy thì mình có số ít số nhiều, ba ngôi thì mình có ngôi sơ hay là ngôi thứ nhất, ngôi trung hay là ngôi thứ hai, ngôi thượng hay là ngôi thứ ba. Bây giờ mình học về thì hiện tại. Thì hiện tại, thì hiện tại bách chúc văn lá ca lát trong tiếng Bali dùng để diễn tả những sự kiện đang xảy ra. Thì hiện tại dùng để diễn tả những sự kiện đang xảy ra. Ví dụ ở đây người ta cho ví dụ may hăng phút ta ga mắt minh aramang cái thành tiết. Những người con trai của tôi đang đi đến chùa ở trong làng. Những người con trai của tôi đang đi đến chùa ở trong làng. Thì ở đây cái chữ mà đang đi đến là thì hiện tại. Đang đi đến là thì hiện tại. Hoặc là ở đây mình có câu là phần thứ hai. Su thu ra nu nam á phu pa lô a si ta ta pa sa sa san ni căn tác xã ra cho phút tăng a ha ra tí. Đức vua Suthodana đang bế hoàng nam của ngài đến gần đạo sĩ Asitak. Thì ở đây cái chữ đang bế hoặc là đang bồng là a ha ra tí. A ha ra tí thì là hiện tại. Là thì hiện tại. Thì đó là thì hiện tại mà nói trong cái ý nghĩa đó là đang xảy ra. Về một hành động mà đang xảy ra ở trong tiếng Bali thì được sử dụng ở thì hiện tại. Và đây là cái bảng chia của thì hiện tại. Muốn sử dụng được thì hiện tại chúng ta phải thuộc cái bảng chia này. Tức là mình có ngôi sơ, so, sa, tăng là phải cho tí. So là sử dụng cho nam tính, sa là sử dụng cho nữ tính, tăng là sử dụng cho trung tính. Còn ở đây là số nhiều, ta, tê, ta hoặc là ta ní thì nó là phách chân tí. Ngôi trung thì mình có tuăng phách chất tí, tâm hê phách chất khác. Ngôi thượng thì mình có hăng phách cha mí, mấy dăng phách cha má. Cái này thì người ta ghi tổng quát nó hơi khó hiểu một tí. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bản tóm tắt để mình dễ chia cái động từ hơn.
động từ ở thì hiện tại, động từ phải chi tiết thì hiện tại ha, bản chia động từ phải chi tiết thì hiện tại. Bây giờ mình sẽ thấy là bây giờ mình sẽ chia từ dưới lên ha, từ dưới lên cho nó dễ, để làm theo ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Để ở đây mình có ngôi thứ nhất a hang pa cha mi, xin lỗi, ngôi thứ nhất số ít a hang pa cha mi, số nhiều mai văn pa cha má, ngôi thứ hai số ít toàn pa cha xí, số nhiều tôm hê pa cha thá, ngôi thứ ba số ít so pa cha tí, số nhiều tê pa cha tí. Tài nghe lại, ngôi thứ nhất số ít a hang pa cha mi, số nhiều mới dân phải trà mát, ngôi thứ hai số ít toàn phải cho xí, số nhiều tôm hề phải cho thác, ngôi thứ ba số ít so phải cho tí, số nhiều tê phải trầm tí. Rồi lần nữa, ngôi thứ nhất số ít a hàng phải trà mí, số nhiều mới dân phải trà mát, ngôi thứ hai số ít toàn phải cho xí, số nhiều tôm hề phải cho thác, ngôi thứ ba số ít so phải chân tí, số nhiều tê phải chân tí. Bây giờ mình sẽ dịch, ví dụ nếu mà so phải chân cái chữ động từ phải chân tí mình dịch là nấu à, ví dụ nếu mà đang xảy ra thì đang nấu, thì ở đây ví dụ như là nếu mà câu đó là so phải chân tí thì mình dịch sao? Họ à, đang nấu ạ, à, thưa sư, họ đang nấu ạ, à, nãy đang nấu, nãy đang nấu, nãy đang nấu. Phần chữ tê phải chân tí mình dịch sao? Chúng tôi, chúng đang đang nấu ạ. À. À, rồi à, toàn phải chân tí dịch sao? Anh ấy đang nấu. Toàn là bạn, bạn ấy đang nấu. À, bạn thôi ha. Bạn đang nấu. Đang nấu. Bạn đang nấu. Tại ngôi thứ hai nó giống chữ dương gì đó à, ừ. Là bạn tôm hê phải chất khác dịch làm sao? Các bạn đang nấu. Các bạn đang nấu à, bây giờ họ ăn hàng đang nấu ở ừ, các bạn đang nấu á hàng à, ba cha mí tôi đang nấu, tôi đang nấu mấy dân phải cha má, chúng tôi đang nấu à, chúng tôi đang nấu má dân là chúng tôi đang nấu à, chúng tôi đang nấu. Rồi bây giờ chúng ta tập chia cái bảng này bằng cách chia tóm tắt à, bây giờ ở đây cái ví dụ như là động từ phải chất tí thì các động từ nào mà nó có dạng ác tí ở cuối như thế này thì nó sẽ có cái cách chia giống như là cái bảng này, và muốn chia nó thì mình phải cắt cái chữ ác tí này ra à, cắt chữ ác tí này ra thì nó sẽ, tại chữ ác tí đó người ta đem nó xuống dưới rồi thì nó chỉ còn lại chữ phát cách chát à, cách chát chữ khác chỉ là cắt ra rồi thì mình sẽ ghép lại với cái đuôi này à, thì bây giờ ai chia được tập chia thử, mình có thể chia động từ này hoặc là một động từ nào khác cũng được miễn nó là ác tí à. Rồi anh Khánh mời lớp chia dùng sư. Dạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư, con xin chia động từ quan đắc tí là đảnh lễ ạ. À. Ừ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng quan đà mí má văn quan đà má. Ngôi thứ hai số ít văn quan đà xí, số nhiều tùm hê quan đà thá. Ngôi thứ ba số ít xô quan đá tí, số nhiều tê quan quán quan đan tí. Dạ con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử mang ra lá anh đi. Dạ con xin chia động từ hát sắc tí á sư. À, hát sắc tí. Dạ sư xin đọc. Á hằng hát sa mí mái chàng hát sa mí má văn hát sa má toàn hát. Ngôi thứ hai số ít toàn hát sa xí, số nhiều
tùm hê há sát há ngôi thứ ba số ít số há sát tí số nhiều tê há san tí và thứ xương xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin chia động từ a thí gách xa tí là đạt được hả sư? Ngôi thứ nhất số ít á hăng a thí gách cha mí số nhiều á thí gách cha má giang số nhiều má giang á thí gách cha má. Ngôi thứ hai số ít toàn á thí gách chá xí số nhiều tùm hê á thí gát chá thá. Ngôi thứ ba số ít số á thí gát chá tí số nhiều tê á thí gát chan tí. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin chia động từ chá rá tí là đi bộ ạ. Ngôi thứ nhất số ít chá ra mí á hăng chá ra mí số nhiều má răng chá ra má. Ngôi thứ hai số ít toăng chá ra xí số nhiều tâm hê chá ra thá. Ngôi thứ ba số ít số chá ra tí số nhiều tê chá ra tí. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin chia động từ bút chá tí là hỏi á sư. Dạ, á hăng bút chá mí số ít á hăng bút cha mí số nhiều má giang bút cha má. Ngôi thứ hai số ít toan bút cha xí số nhiều tâm hê bút chá thá. Ngôi thứ ba số ít số bút chá tí số nhiều tê bút chăn tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư, con xin chia động từ phá quá tí là trở thành. Á hăng phá quá mí. Ngôi thứ nhất số ít á hăng phá quá mí. Số nhiều má văn phá quá má. Ngôi thứ hai số ít toan phá quá xí số nhiều tôm hê phá quá thá. Ngôi thứ ba số ít sô phá quá tí số nhiều là tê phá quanh tí. Dạ, bà sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Thưa sư, con xin chia động từ rốt ra tí. Ngôi thứ nhất số ít á hằng rốt đa mí cả số nhiều rốt đa má. Ngôi thứ hai số ít tông rốt đa xí số nhiều tâm hề rốt đa thác. Ngôi thứ Rô tạ pháp. Ngày thứ ba số ít sô rô tạ tí số nhiều tê rô tăng tí. Thưa con, cảm ơn.
Dạ, xin mời Phật tử Quang Nguyễn. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ từ là charati, là đi ạ. Ngôi thứ nhất số ít aham charami, ngôi số nhiều macham charama, ngôi thứ hai số ít toàn charasi, số nhiều tuphe charatha, ngôi thứ ba số ít so charati, số nhiều te charanti. Con thưa sư, con xin hỏi câu được không ạ? Rồi, hỏi đi. Có ngôi thứ ba mà so charati, lúc đấy sư, nhanh quá con không hiểu ý nghĩa của từ so á. Chữ so đó là nó giống như là cái chữ hi gì đó. Vâng. Nghe chưa? Chữ so là giống chữ hi, tức là sử dụng cho nam tính. Còn ở trong bài học mình hồi nãy đó, là mình có chữ so sa tăng là sử dụng cho hi si ý, giống là trong tiếng Anh ba chữ gì đó. Hay nó phân biệt theo tính, nam tính, nữ tính, trung tính. Dạ thưa vâng ạ. Dạ, xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ gác chá tí. Ngôi thứ ba là sô gác chá tí, gác chá tí. Tê gác chá tí. Ngôi thứ hai, ngôi chung là toan gác chá xí. Tâm hê gác chá thá. Ngôi thượng, ngôi thứ nhất là á hăng gác cha mí, ma giang gác cha má. Dạ thưa sư con hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Quang Nguyễn. Nguyễn đọc rồi. Dạ. Dạ, vậy con Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Giờ mời lớp đọc tí nữa các đây là một số động từ một số động từ mà nó thành cùng bằng á tí. Thấy nó á tí nè, thì nó sẽ cho có cái bảng chia giống như là lập tí. Ví dụ gai chất tí, a ha ra tí, chá ra tí, ni si ra tí, bú chất tí, hùn ra tí, rô ra tí, la ra tí, quan ra tí, quát ra tí, sạch khà ra tí, ha sa tí. Rồi mời các tử đọc người bệnh đi ha, giơ tay lên đọc người bệnh, đọc luôn cả nghĩa để mình nhớ. Phần này dễ đọc rồi, luôn Khánh mời mình đọc. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Một số động từ có cách chia như bát chát tí, thì hiện tại, gác chát tí, đi đến, aharat tí, mang lại, charat tí, đi bộ, đi, nisidat tí, là ngồi, quốc chát tí, là hỏi, quân chá tí là ăn, rô đá tí là khóc, lát phát tí có được, quanh đá tí đảnh lễ, quá sát tí là sống ở cư trú, sách cha giá tí là tụng đọc lại, há sát tí là cười. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Một số động từ có cách chia như bát chát tí thời hiện tại. Gát chát tí là đi đến, aharat tí là mang lại, charat tí là đi bộ, ni xí đát tí là ngồi, quốc chát tí là hỏi, quân chát tí là ăn, rô đát tí là khóc, lát phát tí là có được,
Quan đá tí là đảnh lễ, quá sát tí là sống ở cư trú, sát cha giá tí là tụng đọc lại, hát sát tí là cười. Dạ, sư sư con xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc một số động từ có cách chia như bát chá tí, hiện tại. Gát chá tí là đi đến, a há rá tí là mang lại, chá rá tí đi đi bộ, ní si rá tí ngồi, bút chá tí hỏi, bún chá tí ăn, rô đá tí là khóc, lát phá tí là có được, quanh đá tí là lãnh lễ, quá xá tí sống ở cư trú, xích cha giá tí là tụng đọc lại, hát xá tí là cười. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc một số động từ có cách chia như bát chát tí thì hiện tại. Gát chát tí là đi đến, a há rá tí là mang lại, chá rá tí là đi đi bộ, ní si đá tí là ngồi, bút chát tí là hỏi, pun chát tí là ăn, rô đá tí là khóc, lắp bát tí là có được, quanh đá tí là đảnh lễ, quá sát tí là sống ở cư trú, sát cha giá tí là tụng đọc lại, há sát tí là cười. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá lên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc gát chát tí là đi đến, a há rá tí là mang lại, chá rá tí là đi đi bộ, ni xí đá tí là ngồi, bú chá tí là hỏi, buôn chá tí là ăn, rô đá tí là khóc, lá bát tí là có được, quanh đá tí là đảnh lễ, vá sát tí là sống ở cư trú, sách cha giá tí là tụng đọc lại, há sát tí là cười. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Hạc Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc một số động từ có cách chia phát chát tí thì hiện tại. Cách chát tí đi đến, a ha rát tí mang lại, chát rát tí đi đi bộ, mi si đát tí ngồi, bút chát tí hỏi, phun chát tí ăn, lô đát tí khóc, lát pha tí có được, văn đá tí đảnh lễ, quát xá tí sống ở cư trú, sát cha giáp tí tụng đọc lại, hát xá tí cười. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Sư con xin đọc một số động từ có cách chia như là bát chát tí thì hiện tại. Gát chát tí là đi đến, a ha rát tí mang lại, chát rát tí là đi bộ. Đang đọc mà. Ni si đá tí là ngồi, bút chát tí là hỏi, buôn chát tí là ăn, rô đá tí là khóc, lắp ha tí là có được, văn đá tí là đảnh lễ, phát sát tí là sống ở cư trú, sát ha giá tí là tụng đọc lại, hát sát tí là cười. Là sư sư xin hát. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc một số động từ có cách chia như bát chát tí thì hiện tại. Gát chát tí là đi đến, a rá há tí là mang lại, chá rá tí là đi đi bộ, ni si xá tí là ngồi, púc chá tí là hỏi, pun chá tí là ăn, rô đá tí là khóc, lá phá tí là có được, quan đá tí là đảnh lễ, quá xá tí là sống
ở cư trú. Sa hà chà, giá tí là tụng đọc lại. Há xá tí. Sát trà giá tí. Sát trà giá tí là tụng đọc lại. Há xá tí là cười. Con cảm ơn sư ạ. Xin mời Phật tử Quyên Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Gác xá tí đi đến. A há rá tí mang lại. Chá rá tí đi đi bộ. Ni si đá tí ngồi. Phúc chá tí hỏi. Buôn chá tí ăn. Rô đá tí hóc. Lá phá tí có được. Quan đá tí là đảnh lễ. Quá xá tí sống ở cư trú. Sát cha giá tí tụng đọc lại. Hát xá tí cười. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quanh Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc một số động từ có cách chia như Pachati thì hiện tại. Gachati đi đến. Aharati mang lại. Charati đi bộ. Nisidati ngồi. Puchati hỏi. Bunchati ăn. Rodati khóc. Lapthati có được. Vandati đảnh lễ. Vasati sống ở cư trú. Satchajati tụng đọc lại. Hasati cười. Con dạ sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, nếu mà hết thì mình nghỉ ha. Mời cô Phúc Vị chúng em cầm mic. Dạ. Dạ, chúng con xin được tri ân những lời giảng của sư Tinh Tuệ đã giảng cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thay mặt học viên trong lớp xin tụng kinh hồi hướng đến ta chư thiên ạ. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakantu sasanang. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakantu no garu. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bốn nhân nô anu mô đan tu chỉ răng ra khan tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hít tí ca bốn nhân nô anu mô đan tu chỉ răng ra khan tu ba ni nô. A ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hít tí ca bốn nhân nô anu mô đan tu chỉ răng ra khan tu nô sa ra y đăng qua tô nô bốn nhân a sa qua kha ya qua hăng hôn tu a na ga tê ca lê sa thụ. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali 1 vào các ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả ăn vui trong cuộc sống. Dạ, chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon và một đêm an lành. Kính chúc quý đạo hữu một ngày an lành, một đêm an lành, các thời đều an lành. Dạ, kính mời quý đạo hữu nghỉ ạ. Dạ, con kính...